Trao đổi với Nam Nguyên vào tối 22 tháng 11, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam nhận định, nếu Hoa Kỳ thay đổi chính sách tạm gọi là bảo hộ thì điều đó đối với Việt Nam cũng giống như tình trạng hiện nay mà thôi. Giả dụ TPP có hiệu lực thì Việt Nam sẽ có lợi thế lớn đối với đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam ngang bằng với Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn tăng được thị phần vào nước Mỹ. Điều này có nghĩa là nếu nước Mỹ bảo hộ thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Ông Diệp Thành Kiệt nhấn mạnh. Vấn đề mà chúng tôi quan tâm là ông có làm cho nền kinh tế Mỹ vươn lên hay không thôi. Bởi vì cái thị trường của Mỹ lớn hay là nhỏ là do cái nội lực của nền kinh tế Mỹ. Nếu ông làm cho nước Mỹ trở nên tốt hơn, giàu có hơn, người dân có tiêu thụ nhiều hơn thì chúng tôi không lo cái chuyện mà họ sẽ tiếp tục nhập các sản phẩm quần áo và da giày của chúng tôi. Còn nếu nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ ảm đạm thì cho dù có TPP cũng chưa chắc đã tạo ra một cái sức tăng về nhu cầu nhập khẩu. Giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, dù là ông Trump hay ai thì cũng không thể xóa bỏ tự do mậu dịch. Nếu không có TPP thì lâu dài sẽ ảnh hưởng mức tăng trưởng xuất khẩu kỳ vọng của Việt Nam. Nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều thị trường xuất khẩu khác và nhiều hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Giáo sư Vũ Văn Hóa nhấn mạnh. Ngay trong một nước tự cấp tự túc nó cũng có thể trao đổi được với nhau giữa ngành này với ngành kia, hay bản thân một ngành thì nó cũng cạnh tranh. Và như vậy thì những cái ngành đấy, mà ngành nào mà có cái năng suất lao động cao, mà có cái sản phẩm phù hợp với lại nhu cầu của thị trường thì những ngành đó là thắng lợi. Cho nên là tôi nghĩ là không bao giờ mất đi mậu dịch tự do, mà cũng không bao giờ mất đi bất cứ một cái ngành sản xuất nào khi nó cần thiết cho đời sống xã hội. Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam nhận định. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái chính sách chung về hội nhập của Việt Nam và những chính sách để phát triển mở rộng thị trường và nâng cao tính cạnh tranh của các cái ngành nghề mà chúng ta đang có thế mạnh sản xuất, kể cả dệt may, kể cả da giày, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục, chứ không phải vì cái chuyện không có TPP mà chúng ta dừng lại. Tuy nhiên có những cái mà chỉ là nhằm đầu tư nhằm vào nước Mỹ cho thị trường Mỹ không thôi thì cái đấy cần cân nhắc. Mà như tôi cũng nói lặp lại rồi, cân nhắc tức là xem rằng là với những cái chính sách mà của Tổng thống Mỹ công bố trong thời gian tới nó có làm cho nước Mỹ trở nên là thịnh vượng hơn hay không. Nếu nước Mỹ thịnh vượng thì cái việc chúng ta xuất hàng vào nước Mỹ, việc đó là vẫn còn tốt, không có ngại. Theo giới quan sát, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới đang nín thở theo dõi 100 ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump kể từ 20 tháng Giêng 2017. Bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới và mọi quyết sách của chính phủ mới có thể tạo ra những ảnh hưởng hết sức lớn lao.